Yo, lại một phiên bản nữa sắp kết thúc rồi các bạn. Nhanh thực sự. Chỉ vài hôm nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang phiên bản 4.6 và trải qua thêm hai phiên bản nữa là đến với Hỏa Quốc Natlan. Mà thôi, bỏ qua những vùng đất mới đi, quay trở lại với hiện tại. Với việc banner mới đổ bộ thì có lẽ những bạn nào mà đang trải nghiệm theo kiểu sức mạnh như mình á, đang phân vân là nên roll những nhân vật nào đúng không? Vậy thì các bạn không cần lo, đến dịp thì lại lên. Trong video này, tôi sẽ điểm qua các nhân vật mà tôi đã trải nghiệm ha. Từ đó thì các bạn sẽ có cái nhìn thực tế để mà có thể chọn ra nhân vật nào vừa thích hợp với mình. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua banner 4.6 có gì. Ở nửa đầu chúng ta sẽ có banner song song của Alexino và Linay Rèn. Ở nửa sau chúng ta sẽ có banner của Wander và Banzu Rèn. Cứ tưởng phiên bản này là tôi toàn rồi, tại vì tôi mê Senhor, nhưng mà lại cống hết vào banner DWS mấy cây. Và Senhor thì cũng đã lâu rồi chưa quay lại, nhưng mà thế quái nào phiên bản này lại không có Senhor? Vậy mới tuyệt vời. Dù là thần y Baizu vừa rời lên cách đây không lâu, nhưng mà nói thật thì cái kỳ này tôi đội ơn Baizu rất là nhiều. Rồi, ok, không tào lao nữa. Giờ cùng mình nhìn lại điểm yếu và điểm mạnh của các nhân vật trên nha. Đầu tiên là Alexino, quan chấp hành của pha tôi. Cũng như thường lệ, do tôi chưa trải nghiệm nhân vật này, thành ra tôi sẽ không phán xét gì nhiều. Và nhân vật này sẽ nằm ở vùng trung lập ha. Nói chung thì tôi cũng sẽ không đá động gì đến. Lý do là tôi chỉ đưa ra nhận xét đối với những nhân vật mà tôi đã trải nghiệm mà thôi. Còn những nhân vật mà chưa ra mắt như kiểu là Alexino á, thì coi như là tôi rất ít thông tin ha. Rồi, nhưng nhìn chung thì Alexino là nhân vật theo hướng DPS và mang trên mình nguyên tố hỏa. Hiện tại thì hệ hỏa vẫn là một hệ khá là hot ha. Nhất là sắp tới thì lại sang Hỏa Quốc. Thành ra có lẽ đây là nhân vật mà mình và mọi người kỳ vọng rất nhiều. Không biết là sức mạnh của nhân vật này là như thế nào, vậy nên là tôi sẽ bỏ qua nó một bên ha. Rồi, thứ hai đó là Linay, nhân vật 5 sao mang trên mình nguyên tố hỏa. Và vai trò của Linay cũng là DPS. Và sau một khoảng thời gian ra mắt, Linay đã trở thành đối trọng với Hu Tao, một nhân vật được coi là đứng đầu của hệ hỏa. Lý do Linay trở thành đối trọng với Hu Tao là lượng sát thương mà Linay gây ra vô cùng lớn, dù không phải là phản ứng bốc hơi hay là tan chảy. Tuy nhiên thì Linay lại gặp một số vấn đề. Đó là vũ khí của anh chàng này lại là cung và lối chơi cũng tương tự như là Gan Yu. Nghe tới đây thì có lẽ nhiều bạn sẽ lắc đầu rồi chứ gì. Nhưng mà không, Linay không hề giống Gan Yu. Một phần sức mạnh và sát thương của Linay không nằm ở đòn trọng kích quá nhiều. Kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ của Linay đều cho ta thấy là một lượng sát thương khá là đáng kể. Còn Gan Yu thì sao? Bộ kỹ năng của cô nàng này đa phần chỉ là cấp băng và khống chế cái địch. Do vậy nên là sát thương chủ đạo của Gan Yu là những đòn bắn trọng kích. Còn Linay thì ngược lại. Đa phần người chơi chỉ cần nhắm bắn một hai lần sau khi đã combo xong, rồi lại tiếp tục tuần hoàn combo. Nên việc vận hành Linay sẽ không trầm cảm như là dê dừa Gan Yu. Về vũ khí cho Linay thì tôi phải công nhận là khá là kén. Một phần là những món vũ khí thuộc dạng cung dành cho FPB, có sát thương bạo kích thì đa phần là không có. Tuy nhiên thì Linay vẫn có thể sử dụng được hai món vũ khí rèn ha. Thứ ba đó là Wander, đây là một DPS hệ phong, đồng thời cũng là nhân vật hỗ trợ người chơi khám phá bản đồ tốt nhất hiện tại. Với việc hỗ trợ về khoảng di chuyển, tôi khá chắc là sẽ có nhiều bạn mong chờ Wander Raiden để mà lấy vì cái lý do này. Còn về sức mạnh thì phải nói là khá là đục, vì DPS hệ phong trong Genshin không được ưu ái cho lắm. Đồng ý là team Wander rất mạnh á và clear content rất khá là nhanh. Nhưng đó chỉ khi bạn đã đáp ứng điều kiện là build khỏe, team ngon, có Frozen thứ 6 mà thôi. Còn không thì hơi đục, nhất là cái kháng gián đoạn của Wander cái đó cùi bị lù luôn, rất dễ bị khống chế. Nhưng mà tóm lại thì cái việc cơ động của nhân vật này ở ngoài map thì cũng đủ ăn điểm lớn với người chơi rồi. Và tôi roll Wander cũng vì lý do này, chạy map và làm nhiệm vụ thì nó khá là mau. Cuối cùng là thần y Baizu, đây là nhân vật mà tôi chưa sở hữu. Tuy nhiên thì Baizu đã ra mắt khá là lâu rồi, thành ra tôi cũng lụm nhặt được khá nhiều thông tin. Nhìn chung thì Baizu là một healer hồi máu cực kỳ tốt và kiêm luôn một nhân vật bất phản ứng từ tầng thiên phú. Hiện tại thì chỉ có Baizu và Naida cùng mệnh 2 là có thể tác động vào cái hạt thảo thì phải. Nên là sở trường của Baizu đó là các team hệ thảo như là Nilu nổ hạt tù hủy nè, rồi team Xeno, vân vân. Còn về vũ khí và build của nhân vật này á thì nó cũng vô cùng rẻ thôi và có nhiều sự lựa chọn dành cho FPB. Và đó là những sơ lược của mình về các nhân vật đã được ra mắt ha. Tiếp theo thì cùng mình chọn ra gương mặt vàng thôi. Vị trí đầu tiên chắc chắn rồi, Linay. Đây là nhân vật mà nó sẽ đóng góp cho bạn khá nhiều về mặt sức mạnh. Bên cạnh đó thì nếu bạn có ý định lấy Linay á thì hãy roll banner vũ khí cho Linay trước. Một phần là để Linay của bạn có vũ khí xịn để mà build. Phần nữa là biết đâu bạn sẽ ra rắn của Alexino và bạn sẽ quay xe để mà lấy cô ta luôn.
Hiện tại thì theo thông tin giang hồ đồn nhau á, thì Alex Gino đã bị giảm cà khá rồi. Tuy nhiên thì ai tham hồi xưa cũng tương tự như Alex Gino. Biết đâu do báo quá nên là Hollywood họ mới giảm thì sao, đúng không? Vị trí thứ hai tôi xếp đó là Wander. Pha này tôi đánh giá cao ở khoảng là đi map thôi. Nên là nếu việc bỏ ra một lựa quy hoạch nhằm đánh đổi thuận tiện cho việc di chuyển á, thì mình cảm thấy nó khá là đáng. Và nếu bạn may mắn mà roll ra Pharozan T6 thì bạn sẽ có một team tiền phong cực mạnh. Cuối cùng là thần y Baizu. Lý do mình để anh ta ở cuối á, là vì anh ta khá là lưu mờ, không giúp tài khoản của người chơi thay đổi nhanh chóng được. Vai trò của Baizu chủ yếu là healer và ta có thể thay thế bằng khá nhiều nhân vật như là Yao Yao chẳng hạn. Ngoài ra thì nếu như mà các team hạt thảo của bạn không có Baizu thì tôi nghĩ là sức mạnh vẫn vượt trội. Dù gì thì khi Baizu ra mắt là đã phiên bản 3.6 rồi, hầu hết các đội hình vẫn đều hoạt động tốt. Có điều là Baizu thì nó sẽ nâng tầm đội hình lên thôi. Còn về Lichino tôi sẽ để cô ta trung lập ha. Chờ tôi roll về rồi test sức mạnh xem ra sao, rồi hẳn quyết định. Nói chung thì Lee này không top 1 thì cũng top 2. Đây là nhân vật mà tôi khá bất ngờ về khoản sức mạnh ha. Dù là hồi đó tôi chê cái tên này thì nhiều thật sự. Ok, và đó là những phân tích tổng kết của mình về banner mới. Video được làm dựa trên trải nghiệm của bản thân, vậy nên có thể nó sẽ có thiếu sót. Rất mong được tham khảo thêm ý kiến của các bạn qua phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Quỳnh Akai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.